Xin chân thành cảm ơn các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ được quay ngược thời gian trở về những năm 50 của thế kỷ trước. Khi đó thì vị cựu chiến binh này đã kể lại câu chuyện tâm linh có thật của mình khi mà đến với một vùng rừng thiêng nước độc và đến với bản làng của một người dân tộc. Trong khu rừng đó thì có hai con hổ, một con được gọi là thần chột và một con được gọi là thần què. Những cái chuyện tâm linh cực kỳ là đáng sợ đã xảy ra khi mà đơn vị của anh bộ đội này tiến vào rừng sâu. Vậy thì mọi chuyện ám ảnh sợ hãi kinh hoàng đến như thế nào? Kính mời các bạn đón xem câu chuyện ngay lập tức. Ông Đông sinh năm 1918, đúng cái năm mà vừa dứt thế chiến thứ nhất. Ông sinh ra tại Đông Triều, lúc đó vẫn thuộc Hải Dương thì phải. Nhà ông này hình như là buôn vải hay làm dệt gì đó, nên đại khái rất là khá giả. Mê gửi ông vào cái trường đi học, nhưng mà tính ông bướng nên toàn trốn học đi ra đồng chơi thả diều, bắn bi với cái bọn trẻ trâu. Mấy lần thì ông bị phụ mẫu đập cho tơi tả nhưng mà không có chừa. Lớn thêm tí nữa thì lấy súng của ông già, trốn học cùng mấy ông phường săn, vào rừng học bắn chim hay đặt bẫy heo. Nói chung là đủ cái trò nghịch ngợm ngu người, cơ mà vẫn là con nhà giàu nên ông được bọn bạn nể lắm. Cơ mà biến cố vào cái tầm năm ông này 17-18 tuổi. Hôm ấy đi chơi với bạn về thì thấy nhà mình bị đốt. Vào nhà thì mẹ đang ngồi khóc cạnh xác của bố và cả ông gia nhân rồi. Ông Đông cũng không rõ là kể rõ là nhà ông bị pháp càn hay là phỉ cướp, nhưng mà có lẽ là do bọn phỉ. Chôn cất xong bố thì ông rất là hối hận. Nhà bị đốt, gia sản tiêu tán nên ông bắt tay vào gầy dựng lại. Nhưng mà do số đen các bác ạ, bị bọn pháp nó đè cho không ngóc đầu lên nổi. Thời trước có quyền có tiền nó còn dè, giờ nó chả coi ra cái gì. Cơ mà cũng đủ tiền để nuôi bản thân và mẹ, cuộc sống cũng không đến nỗi quá là cơ cực. Rồi những cái năm sau đó, ông để lại gia sản cho mẹ và em gái và lặn lội tham gia các phong trào kháng chiến chống Pháp. Đầu tiên là gia nhập Quốc dân Đảng, ông mới lên Hà Nội nhập tim, rồi cũng tham gia vào các hoạt động chống Pháp trong và ngoại thành. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra và thất bại, Pháp săn lùng và giết hại rất là nhiều đảng viên. Ông Đông sợ quá phải trốn gấp về nhà. Rồi sau đó thì thi thoảng lại tham gia các hoạt động du kích trong vùng, nhưng mà cũng không mạnh mẽ lắm. Đến năm 1942 thì ông mới doanh vào Việt Minh, vừa du kích chống Nhật lại vừa đi chống Pháp. Chắc các bạn là thắc mắc đến cái khẩu K98 huyền thoại của ông Đông lắm có vẻ không? Mọi người đồn rằng ông thu được nó từ một trận phục kích quân Pháp tại Lạng Sơn những năm 50. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy. Chuyện về khẩu súng ấy do cái ông Thành kể lại, nghe hư cấu và kinh dị hơn rất là nhiều. Nhưng mình sẽ giữ nguyên ý tưởng đầu tiên. Ông Thành này nổi tiếng là xạo. Nếu cái này do ông nghĩ ra để dọa thì cũng là cái điều bình thường mà thôi. Chuyện rằng cuối năm 1946, lúc này Nhật Bản thua, đã rút quân khỏi Việt Nam ta. Bọn Pháp thì đang tiến hành xâm lược lại, và quân ta thì đã rút lên căn cứ ở phía Bắc. Một số binh sĩ Nhật lại quyết định ở lại, chiến đấu sát cánh cùng quân đội Việt Minh. Và đơn vị ông Đông chú thì có hai người như vậy. Sau khi rút lui chiến thuật, đơn vị của ông Đông được cử về vùng núi giáp giữa Quảng Ninh và Lạng Sơn để vừa làm công tác phòng thủ, vừa làm công tác du kích, đón đánh địch. Lúc này hậu cần vũ khí rất là thô sơ. Đơn vị ông chỉ được phát vài cây súng trường và tiểu liên, còn lại đa số toàn dùng súng kíp tự chế mà thôi. Cơ số đạn dược và lương thực rất là ít, cuộc sống nơi đây vô cùng khổ cực và khó khăn. Đối mặt với kẻ thù, cái đói, cái rét đã khó, lại còn phải đối mặt với thú dữ, bệnh tật và muỗi rừng. Và đặc biệt là cái nơi rừng thiêng nước độc này, những truyền thuyết về tâm linh là những cái thứ hiển hiện. Đơn vị ông thường xuyên chia nhau vào sâu trong rừng, vừa đi vừa tìm kiếm liên kết các bản mường của người dân, vừa đi săn lấy thêm lương thực, bổ sung cho khẩu phần. Nhiều hôm thì bắt được cả nai, cả lợn rừng. Nhưng bỗng một hôm, có hai ảnh bị mất tích. Họ mới tỏa nhau đi tìm ngay tối hôm đó nhưng mà vô vọng. Đêm về kiểm lại thì là thấy thiếu thêm hai ông nữa. Chỉ huy mới sợ quá, lệnh cho tất cả tập trung ở lại căn cứ, cấm ai ra ngoài trong đêm đó. Sáng ngày hôm sau, họ mới đổ quân đi tìm, huy động cả dân bản tìm giúp. Đến khoảng 12 giờ trưa, là vào cái giờ ngọ thì tìm thấy xác. Xác cả bốn người nằm cùng ở một chỗ, rải rác xung quanh một khu đất trống dưới gốc một cái cây lim to ở giữa rừng.
cả bốn đều bị xé xác đến thảm hại, không nhận ra mặt ai luôn. Hai người thì bị mất nửa thân dưới, súng của họ có khẩu bị bẻ gãy làm đôi. Mọi người đang xôn xao cái gì có thể giết chết cả bốn binh sĩ khỏe mạnh đến cái mức này, thì ông trưởng làng mới lên tiếng. Hai ông về rồi đấy, chúng mày săn nai săn lợn, đắc tội hai ông, giờ hai ông đến trả thù. Rồi ông ấy mới chỉ xuống đất, in hẳn trên nền đất rừng là một đống dấu chân hổ to như cái bát vậy. Dân làng nghe vậy sợ quá, tự bảo nhau ai nấy về nhà cả. Trưởng làng cùng vài thanh niên ở lại giúp đại đội chôn cất xác của các đồng chí xấu số. Xong xuôi thì ông ấy mới bảo chỉ huy: mày đã đắc tội với chúng nó còn về phá nữa kìa. Tốt nhất là rút khỏi rừng, vào đóng trong làng tao đi. Vị chỉ huy không có đồng ý, khu rừng này có vị trí rất là quan trọng, với lại rút vào làng thì còn du kích cái mợ gì nữa. Thế là về lệnh đóng rào gỗ quanh trại, rồi cắt người thay ca canh gác. Tối hôm đó là đến ca gác của ông Đông và cả hai tay lính Nhật. Hai tay này thì không biết tiếng Việt, nhưng mà là lính xịn nên huấn luyện quân ta rất là tốt. Nghe chỉ huy nói rằng nhỏ họ cùng ở Nagasaki, vì bị ném bom chết mất xác hết rồi nên cũng chả buồn về quê nữa. Bọn họ cứ xì xa xì xô với nhau bằng thứ tiếng mà các bác nghe được trong phim GAV ấy, nên tất nhiên là ông Đông chả hiểu cái mẹ gì. Rồi họ rút thuốc ra mời ông Đông. Ông Đông khẳng định đấy là loại thuốc lá thơm nhất mà ông từng hút. Vừa tàn điếu thì ông thấy mệt nên là cũng kệ, chui vào tháp canh ngủ trước. Vừa nằm xuống là ông ấy ngủ luôn một mạch. Ông tỉnh dậy và lại thấy mình đang nằm trong một bụi cây, bên cạnh một cái hang rất là lớn. Đứng dậy phủi người thì bỗng ông nhận ra cái bóng trắng mờ mờ bước ra từ trong hang và bước về phía mình. Khi mà cái bóng đến gần, ông nhận ra đó là một người lính. Anh ta gầy gò hốc hác và nét mặt đầy khắc khổ. Vai anh ta đang đeo một khẩu súng trường. Nhìn màu da và bộ quân phục thì ông đoán ngay đó là một người lính Nhật. Hắn chả nói gì cả, đứng đó nhìn chằm chằm về phía ông. Bỗng hắn run run, mồm thì mấp máy, lầm nhầm mấy câu tiếng Nhật xì xa xì xồ, và rồi chỉ tay về phía kê hàng. Từ trong hang vọng ra tiếng hổ gầm kinh thiên, sau đó là tiếng người kêu thét thảm thiết, tiếng khóc lóc, tiếng rên rỉ, ai oán, rất đỗi là kinh dị. Tên lính ấy xúc động mạnh, khóe mắt hắn ứa ra hai hàng nước. Ông Đông đang định đến lại gần thì một con hổ khổng lồ từ trong hang nhảy ra, xé làm đôi tên lính. Cả con hổ ván biến mất, và ông Đông tỉnh lại, nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mộng kỳ dị, ông Đông lẩm bẩm. Ngoài kia thì hai cái ông Nhật vẫn đang nói chuyện với nhau. Cảm giác rằng người trong giấc mơ muốn nhắn nhủ gì đó cho mình, ông Đông rất là băn khoăn. Ông mới nhìn ra phía đống lửa nơi hai tên lính kia đang ngồi. Lửa cháy to, kêu lên những tiếng lách tách, lép tép. Câu chuyện của tụi Nhật thì có vẻ là không có hồi kết, và ông Đông bất giác nhìn về phía sau lưng họ, ở phía sau gốc cây. Ông giật mình hoảng hốt. Ở phía đó thì có ba cái đốm xanh lè đang liếc đảo điên. Chúng tiến im lặng lại ngày càng gần mấy tay Nhật Bản, trong khi họ chả biết gì cả. Đó chính là hai ông đã về. Mới rút khẩu súng kíp, ông Đông nhằm về phía mấy đốm sáng nhả đạn. Tiếng súng nổ vang, viên đạn rít xẹt qua tai một tên lính. Tiếng nổ lớn làm cả trại giật mình láo nháo tỉnh dậy. Thấy có biến thì hai con rổ, thấy có biến thì hai con hổ rút ngay về rừng. Nếu mà ông Đông không nổ cái phát súng đó, chắc chắn là một trong hai tên Nhật sẽ toi mạng ngay. Hai gã cuống quýt vỡ súng rồi chạy nhanh về phía trại. Chỉ huy vừa bực vì bị đánh thức, vừa lo lũ hổ quay lại, nên cắt hẳn 1/2 quân số dậy để canh gác. Đêm đó mấy tên du kích phải ngồi gác hò nhau uống rượu, đánh bạc om sòm đến sáng. Báo hại là cả đám còn lại được ngủ thì cũng chả ngủ nổi. Ông Đông thức đến tận 4:30 thì mệt quá, dựa vào góc lán và chợp mắt đi một lúc. Lần này ông lại thức dậy ở một nơi khác, cạnh một con suối nhỏ. Ông biết vị trí này, vì cả vùng chỉ có duy nhất một con suối để cả bản làng và trại lính lấy nước mà thôi, nên đây chắc chắn là vùng thượng nguồn ở phía trên của nó. Xung quanh cảnh vật phủ bởi sương mù, tạo một khung cảnh vừa mờ ảo vừa liêu trai. Thì thoảng có những tiếng con chim chích truyền cành, cất tiếng hót líu lo vang vọng vào đá.
ông Đông mới giật mình bất giác quay ra đằng sau. Ngồi trên một cái hòn quậy lớn là hai người đang nhìn ông. Ông nhận ra ngay là cái tên lính Nhật trong giấc mơ lúc đêm đó. Ông mới nhìn kỹ hơn, hắn gầy gò hốc hác và đầy rách dưới. Nhưng mà thực ra lại rất là trẻ, mới khoảng ngoài 20 mà thôi, còn trẻ hơn cả ông Đông lúc bấy giờ. Bên cạnh hắn thì là một cô gái trẻ, bận bộ đồ của người giao. Ông Đông có cảm giác khuôn mặt cô có gì đó rất là quen thuộc, ông đã từng gặp ở đâu đấy rồi. Hai người họ cứ nhìn thẳng vào mắt ông trong im lặng, tay đan chặt vào nhau. Ông Đông định tiến đến gần để hỏi, nhưng mà họng ông cứng lại, không thể nào phát ra một tiếng gì. Rồi bỗng nhiên họ khóc, từ khóe mắt lăn ra những giọt nước mắt trông đầy xót xa. Ông Đông chả biết phải làm gì cả. Rồi ông mới nhận ra có chuyển động ở phía sau. Từ sau bụi cây thì hai dáng hình vằn vện to lớn luồn từ từ ra đằng sau đôi trẻ. Ông Đông vội lao ra ứng cứu, nhưng quá muộn mất rồi. Hai con hổ gầm lớn rồi chồm lên lao về phía họ. Tất cả lại biến mất. Ông bừng tỉnh trong chiếc lán cành, trời đã sáng từ bao giờ. Thấy rằng cái chuyện này nó rất là lạ lùng, và nhận ra chiếc áo cô gái mặc trong mơ rất giống thứ đồ những người trong bản đang mặc, ông quyết định một mình xuống bản để hỏi chuyện. Ông xách khẩu súng kíp luồn qua rừng, vừa đi vừa suy nghĩ lung tung trong đầu. Ma quỷ ông từng gặp, từng thấy nhiều lần rồi. Kẻ như ông đã thấy quá nhiều cái chết trong chiến tranh, nên đó là cái điều quá đỗi bình thường. Nhưng mà chuyện này thì có gì đó rất là lạ lùng. Thi thoảng ông cảm giác ai đó đang nhìn ngay phía sau mình, nhưng mà quay lại thì lại chả có ai. Tiếng chim trên cây vẫn hót líu lo, hòa chung với tiếng con suối kêu róc rách. Đi tầm 15 phút đường rừng thì đến được bản. Ông đến nhà vị trưởng bản. Ông lão ấy đang ngồi rít thuốc lào. Ông ta lúc đó đã khá là già, khoảng tầm 6-70 tuổi rồi. Là người già và uy tín nhất của bản này. Ai có việc gì đều đến để hỏi ông ta. À thằng Đông, sáng sớm ra đã đến đây chơi rồi, tối qua ngủ được không đó con? Dạ tối qua con mất ngủ cụ à, chúng nó kéo về phá. Ông cụ mới thở dài, ngồi rít một tràng dài thuốc và quay ra hỏi. Có ai chết không vậy? Dạ không, con bắn kịp nên tụi nó chạy rồi ạ. Tốt, thế là tốt. Thế làm sao mày biết đường mà bắn tụi nó đúng lúc? Có kẻ báo mộng cụ ạ. Rồi ông kể lại chi tiết cho ông lão nghe chuyện về hai giấc mơ và hai người mà ông đã gặp. Ông trưởng bản nghe xong gật gù rồi ngồi tựa vào tường mà thở dài. Thế thì chúng nó về giúp mày đấy con ạ. Nói xong ông đưa tay chỉ về gò đất phía sau vườn. Bên cạnh gò là một cái bát hương nhỏ và vài thứ đồ cúng đơn giản. Đứa mày gặp là con gái út của tao, còn thằng lính Nhật là người yêu nó. Nếu lúc đó tao không có ngăn cản tụi nó thì làm gì có cái chuyện hôm nay. Năm đó có một con hổ cái về bản của tao bắt lợn bắt vịt. Lúc đầu chỉ mất vài con, tao cũng chả thèm quan tâm vì nó không dám hại người. Sống cạnh rừng, ăn của rừng thì cũng phải trả lại cho rừng. Tao đinh ninh là thế. Nhưng trong bản có một thằng thợ săn người Kinh lên đây. Nó bị mất con lợn sữa nuôi cả năm nên rất là giận. Thế là vác súng vượt rừng, rình tận hang cái con hổ cái kia. Đúng lúc đó là cái mùa con hổ đẻ, cả lứa được đến 5 con. Thằng kia mới rình bắn chết con mẹ, rồi châm lửa đốt cháy cả hang hổ. Lứa con nó chết 3, con 2. Con đực em thì bị lửa xém cháy mất một bên mắt. Con chị còn lại lành lặn, nên chúng nó mới sống cùng nhau và đi săn cùng nhau. Trong một cuộc săn thì con em nó sẽ giả vờ đuổi, rồi lùa con mồi vào một chỗ cho con chị tóm gọn. Chúng nó sống hiền lành, không bao giờ làm hại bản tao đâu, giống hệt mẹ của tụi nó vậy. Nhưng mà cái thằng thợ săn kia thì không, có vợ có con nhưng nó vẫn đi săn, chả chịu làm ăn gì. Cái bộ da hổ mẹ nó lấy về, tao phải xin mua của nó, rồi cất ở trong nhà kia để thờ, vì tội nó quá mà. Nó thấy là săn hổ được tiền nên lại càng thêm dã tâm. Nó lên rừng rình bắn chị em nhà hổ kia. Nó bắn trúng con hổ chị, tuy là không chết nhưng mà lại thọt mất một chân. Từ đó tao không thấy hai đứa đi săn nữa, cứ ngỡ là tụi nó chết đói rồi cơ. Ông lão mới nghỉ, rít một hơi thuốc,
Ông Đông chăm chú nghe câu chuyện, phần nào hiểu ra vấn đề và có phần thông cảm cho hai con hổ kia. Tao đã nói rồi, lấy cái gì của rừng thì rừng sẽ lấy lại. Hai con hổ không săn được khiêu được lợn nên chúng nó mới quay sang săn người. Đầu tiên là nhà cái thằng thợ săn. Vợ nó lên suối lấy nước, bị con chị rình ngoạ mất đầu, ăn nửa cái xác rồi vứt ở đấy. Rồi cái thằng con trai nó, buổi chiều đang chơi với bạn ở sân sau thì con được em từ rừng lao ra. Cả đống trẻ con ở đấy mà con hổ chỉ nhè mỗi cái thằng cu, ngoạm cổ rồi tha về rừng mất xác. Bản thân thằng thợ săn điên cuồng vát súng lên rừng trả thù, cũng chả bao giờ thấy trở về nữa. Có lẽ nó đã nằm gọn dưới chân chị em nhà hổ rồi. Bọn tao mới sợ quá, lập đàn cúng lợn cầu chúng nó đừng có về. Cả bàn tao không ai dám gọi nó hay là con hổ đâu, phải gọi tên là ngày chột và ngày thọt. Thế mà chúng nó vẫn về đây phá, một năm giết đến 4 năm mạng. Năm đấy thì có một cái tốp lính Nhật hành quân qua đây mới xin trú chân. Pháp tàu phỉ đều từng qua đây hết rồi, nên tao cũng chả có sợ tụi Nhật. Tụi nó sống cũng có phép tắc, lại còn giúp bản tao lợp mái, đào giếng khơi nước nữa, nên dân bản cũng quý. Trong đấy thì có một thằng khá là trẻ, mới tầm hơn 20, con gái tao thì mới có 16. Chúng nó gặp nhau rồi yêu nhau lúc nào tao cũng chả hay. Tao mới cấm tụi nó qua lại, tụi nó không có nghe, trốn lên rừng mà hò hẹn với nhau. Rồi cái đêm rằm năm kia, tụi nó ra suối với nhau thì bị hổ phồ. Tao tìm được xác con tao, còn cái thằng Nhật thì bị lôi vào rừng. Tao xót lắm, nhưng mà cũng chả biết làm sao. Mình phạm vào rừng thì bị rừng phạt, nhưng mà lạ là lão già như tao thì mãi chả chết, con bé đang tuổi lớn thì lại đi thay. Đúng là oan nghiệt. Mắt ông lão mới đỏ hoe. Ông Đông vỗ vai ông lão rồi xin phép đi về. Trong đầu đang ngập tràn những suy nghĩ đối lập. Là cương vị một người lính, ông nhất định phải trả thù cho đồng đội để bảo vệ được dân làng. Nhưng là một người bình thường, ông cảm thông và không hề muốn bắn chết hai con hổ kia. Nhưng mà lại không thể nào vừa giúp chúng, vừa giúp cho đồng đội mình được. Ông rất là băn khoăn về điều này. Kể cho chỉ huy nghe câu chuyện, vị chỉ huy không cần suy nghĩ, thông báo cho cả trại luôn. Bây giờ chúng ta sẽ lập đội để đi săn hạ chúng. Ai bắn hạ một con, sau này về xuôi sẽ được thưởng 5 kg gạo. Ai bắn hạ cả hai con, thưởng hẳn 10 kg và một lượng vàng. Vâng! Cả trại reo hò hưởng ứng, nhưng mà không có ma nào dám đi cả. Lật đật mãi vừa mới ép vừa dọa, mới nhặt được mười mấy tay súng. Ông Đông và hai tay lính Nhật cũng tham gia. Chỉ huy mới dồn hết mấy khẩu súng tiểu liên, súng trường và cả súng máy duy nhất của đơn vị đưa cho họ. Cả trại mới đặt niềm tin vào những con người này. Ngay trong sáng đấy, dưới sự dẫn đường của ông Đông, họ đã lên đường tìm hổ. Lặn lội mãi mới đến được thượng nguồn của con suối, nơi ông thấy trong giấc mơ. Ông mới hạ lệnh cho một nửa đội treo lên đồi gác, nửa còn lại chét bùn vào người và phục kích trên các ngọn cây xung quanh con suối. Tuyệt đối không được bắn. Thấy chúng đến uống nước thì lặng lẽ theo dõi rồi tụt xuống, từ từ lần theo dấu về hang. Tôi muốn diệt chắc cả hai con. Và họ thì cũng chả phải đợi lâu. Ngay buổi trưa tầm 12 giờ thì chúng cũng xuất hiện ra suối để uống nước. Lúc đầu họ thấy có động nhỏ phía mỏm đá. Chỉ một tháng sau chúng đã thình lình xuất hiện. Hai con hổ thực sự to lớn và mỗi con phải dài đến 3 mét. Con hổ em thì mất một mắt, chỉ còn lại cái hốc xương đen ngòm. Con chị thì bị thọt ở chân phải, bước đi cà nhác khá là nặng nề. Chúng uống nước nhưng mà không quên đảo mắt nhìn xung quanh. Cả đội mới im thìn thít. Ông Đông ngồi trên cái cây chỉ cách chỗ hai con hổ đứng có 20 mét mà thôi. Nếu mà không nhờ bộ đồ bùn chét với lá cây này thì ông cũng đã toi rồi. Bộ đồ này giúp cả đội ngụy trang trong tán lá, lại át hết mùi cơ thể của họ. Uống nước xong, hai con hổ lặng lặng quay về. Ông Đông mới làm dấu tay. Một người tụt xuống rồi chạy nhanh lên báo cho team trên đồi xuống. Ông Đông và những người còn lại từ từ lần theo dấu chân hai con hổ. Hai dấu chân to như cái bát ăn cơm. Họ đi thật là nhẹ, thở thật khẽ để không bị chúng phát hiện ra. Lần mãi về tầm 3 km thì mới đến được nơi. Ông Đông nhận ra cái hang này. Cái hang khổng lồ trong giấc mơ đầu tiên. Nó nằm tựa vào chân một ngọn núi đá cao sừng sững.
phía trước hàng là một khoảng rộng không hề có cây cỏ mọc. Xung quanh thì là những mỏm đá to xếp lăn xếp lóc và bị che lấp lại bởi loại cỏ cao quá đầu người. Mọi thứ thì im ắng đến lạ, không còn dấu hiệu của hai con hổ nữa. Đinh ninh là chúng đã vào hang, ông Đông mới lệnh cho mọi người phân nhau trèo lên cây hoặc là núp sau những tảng đá để tạo thành một vòng cung hỏa lực trực ngay trước cửa hang. Chỉ chờ hai con hổ ló đầu ra là sẽ khai hỏa ngay. Nhưng đời thì không như là mơ. Ông Đông dàn trận rất là hay, nhưng mà ông quá coi thường đối thủ của mình. Uầm lên một tiếng, con hổ đực bỗng phóng ra từ bụi cây phía sau lưng đội săn, nhằm ngay vào tay súng máy đang ngồi chốt chặn trên cành cây thấp gần đó. Gã né được cú vồ, nhưng mà lực của cú vồ làm gãy cành cây, khiến cả người lẫn súng ngã phịch xuống đất. Họ mới tập trung bắn trả. Con hổ đực rút ngay vào bụi cây. Lần này thì đến lượt con hổ cái. Nhân lúc cả đội đang bị đánh lạc hướng, nó gầm lên rồi tấn công các tay súng trường ở phía xa. Một gã chỉ kịp giơ súng lên đỡ đòn, con hổ và gãy tan cây súng, rạch luôn một đường lớn ngay trước ngực của hắn ta. Tên này vừa mới ngã thôi, nó nhảy ngay sang tên lính bên cạnh, chồm người đè úp lên hắn, khiến cho hắn ngã rúi ngã rụi. Mọi người mới bắn nó trước khi nó kịp tha tay lính đáng thương đi, nhưng mà nó lại lùi ngay vào bụi. Họ mới kéo những người bị thương về phía mình. Hai con hổ thay phiên nhau tấn công từ hai hướng, từ kẻ phục kích lại thành kẻ bị phục kích. Đội săn thì co cụm, rất nhiều người bị thương mà vẫn không thể nào bắn trúng được hai con hổ. Đạn bắn mãi rồi cũng hết, nếu mà hết đạn thì chỉ có nước làm mồi cho chúng mà thôi, ông Đồng nghĩ. Bỗng con hổ đực từ bụi rậm lao ra bãi đất, xông thẳng vào nhóm người đang đứng co cụm. Nó ngoạm vào chân một kẻ bị thương, lôi sình sạch vào bụi. Cả đội thì không dám bắn vì sợ trúng đồng đội của mình. Thế là hai tên Nhật đưa mắt nhìn nhau, rồi lập tức lắp lưỡi lê vào súng, miệng thì hét bắn dài, lao thẳng về phía con hổ đực. Họ mới cắm phập lưỡi lê vào đùi của nó. Con hổ đau đớn gầm lên, nhả chân lên thương binh ra. Nó quay người, quất một đòn chí tử vào người, khiến cho họ ngã lăn quay ra đất. Mọi người hò hét rồi lao lên đấu cận chiến khô máu với nó. Ông Đồng mới vội vàng ứng cứu. Ông chạy ra chỗ gốc cây để lượm khẩu súng máy bị rơi, thì con hổ cái đã đứng đó từ bao giờ. Chân nó gác lên khẩu súng, đưa mắt nhìn ông thách thức kiểu đờ mờ, mày lấy hộ bà mày cái xem. Đấu mắt chỉ tầm 2-3 giây, ông Đồng lao thẳng về phía cây súng. Con hổ nó gầm lớn rồi chồm lên đè ông ngã ngửa. Nó định cắn vào cổ họng để kết liễu ông, nhưng mà ông vơ vội cây súng ngáng ngang mồm nó. Vật lộn một hồi lâu, bằng sức trẻ tiền 30 và hy vọng của ánh sáng, ông mới gạt được nó ngã ra rồi quay bắn súng đập bốp một cái thật mạnh vào mặt con hổ. Con hổ chồm dậy, nhưng ông Đồng đã nhanh tay hơn. Ông mới cầm khẩu súng máy DP của Liên Xô nã một tràng dài về phía con hổ. Nó may mắn thoát được vì khẩu súng này nó nặng mà lại rất là giật. Nhìn chị chạy thoát rồi, con hổ em cũng đạp ngã, lao qua đám lính phi thẳng vào bụi. Ông Đồng mới kiểm tra lại thương vong sau trận hỗn chiến. 9 trong số 15 người đã bị thương, 2 người bị thương nặng. Ông và những người còn lại cũng gần như kiệt sức. Hai con hổ gần như là không xây sát. Quả là một chuyến săn bất thành. Lệnh cho mọi người chăm sóc cho người bị thương và canh cửa hàng, ông Đồng mới cùng mấy tay lính Nhật đốt đuốc vào đấy kiểm tra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, rải rác trên đường vào là những xác lợn, xác hiêu chết nằm trong vũng máu đã đen đặc, đang bị ăn dở. Chúng vẫn đi săn được mà, ông Đồng mới ngạc nhiên. Vào sâu hơn một tí thì thấy những bộ xương người, ông hơi rùng mình. Các bộ xương hầu như không còn nguyên vẹn vì đã bị ăn mất gần hết rồi. Đa số trên đốt sống cổ đều có những vết thương chí tử do những con hổ gây ra. Đồ đạc, mảnh quần áo, tóc tai vương vãi lung tung, thật là ghê rợn. Đi đến cuối hàng thì cả nhóm bất giác giật mình. Nằm trên một mỏm đá cao cạnh chỗ nằm của hai con hổ, còn có một cái bộ xương hổ nữa. Bộ xương được xếp ngay ngắn trong tư thế nằm phủ phục. Trên hộp sọ in hẳn một vết đạn bắn. Đó chính là con hổ mẹ, Đồng thốt lên. Và chợt như nhớ ra điều gì đó, ông vội vã lệnh cho mọi người về làng. Bỗng ông giật mình như có ai đó gọi tên mình phía sau lưng. Quay lại thì ông thấy hai bóng trắng mờ mờ thoát ẩn thoát hiện. Nó mới dẫn cả đội đến một góc hàng. Ông Đồng sòi đuốc, một cái bộ xương người khác. Lạ là bộ xương này cực kỳ nguyên vẹn. Quần áo trên người vẫn còn nguyên, một bộ quân phục Nhật Bản.
có vẻ như người này bị chết vì đói, chứ không phải là vì bị hổ ăn thịt. Trên tay anh ta vẫn nắm một chuỗi hạt, gác sau lưng anh là một khẩu súng trường. Ông Đông nhặt khẩu súng lên xem, nó rất là đẹp và lạ, lại còn khá là mới, mặc dù có hơi bụi. Không phải là súng của người Nhật, cũng chả phải súng của người Nga hay người Pháp. Ông Đông lấy khẩu súng, rồi bảo hai tay người Nhật mang bộ xương về. Hai tên đó đứng chào kiểu nhà binh, rồi mới cẩn thận lấy chiếu, quấn xác bộ xương kia và mang về làng. Về đến làng thì cũng phải đến gần tối rồi, vì vừa phải mang vác thường bình, vừa phải xách vũ khí về. May mà hai con hổ nó sợ không dám mò theo, không thì đã toi cả lũ. Cả đơn vị đã ở đó từ bao giờ? Vị chỉ huy há hốc mồm nhìn đám tàn binh chậm rãi đi về. Hỏi thì ông Đông chỉ lắc đầu chán nản. Chăm sóc anh em xong thì bỗng nghe cái tiếng à uồm vang vọng về phía làng. Người dân bắt đầu sợ hãi, họ đóng cửa, kêu lũ trẻ vào nhà. Binh lính và trai bản thì cầm chắc súng ống, chuẩn bị sẵn sàng rồi. Sực nhớ về bộ xương hổ trong hang, ông Đông mới chạy về phía nhà trưởng bản. Ông ơi, con biết rồi, bộ da hổ mẹ ở đâu rồi ạ? Trên tường kìa, mà mày muốn làm cái gì? Ông Đông mới giật bộ da xuống, chả kịp để ông cụ cản lại. Ông ôm bộ da chạy vội ra khỏi chỗ bìa rừng, nơi cả đơn vị đang đứng canh trong lo sợ. Ông mới quay sang chỉ huy. Em làm gì cũng không được bắn, anh nhá. Một tay cầm đuốc, một tay ôm bộ da. Ông nhẹ nhàng tiến lại gần rừng. Trưởng làng chạy theo nhưng mà đến đây thì dừng hẳn lại. Ông hồi hộp đứng quan sát. Một tiếng gầm nhẹ, hai tiếng gầm nhẹ, hai cặp mắt, thực ra là có ba cái, lờ lờ nhìn ông Đông. Hai con hổ mới từ bụi đi ra. Chúng đi vòng quanh, ngay sát ông, cách chỉ có 10 mét nhưng mà không có tấn công. Chỉ lờ lờ nhìn lại, ông vội vàng đặt bộ da hổ xuống đất, rồi cúi người kính cẩn, lùi nhẹ nhẹ ra đằng xa. Con hổ cái nó tiến lên, ngậm bộ da rồi quay trở về rừng. Con hổ được khuỵu chân xuống như có vẻ biết ơn, nhìn ông một lúc rồi cũng đi về rừng theo chị mình. Đó là lần cuối cùng mà người dân và binh lính nhìn thấy hai con hổ đó. Bộ xương hổ trong hang cũng biến mất theo chúng. Xác người lính Nhật trẻ được chôn và an táng ngay cạnh mộ người yêu của anh. Đến năm 1950, ông Đông cùng đơn vị chuyển vị trí, tham gia vào chiến dịch biên giới Thu Đông. Hai tay lính Nhật sau năm 54 thì cũng đã trở về nước. Phải mãi đến sau này, khi lên tập kích trên phía Bắc, ông Đông mới biết xuất xứ khẩu súng mà mình nhặt được. Một khẩu súng đến từ nước Đức. Các bạn hãy đoán thử xem, đó chính là khẩu K98. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây thì cũng là hết rồi. Cái chuyện này nó hay thật sự luôn đấy. Nó viết những cái tình tiết mà về một vị cựu chiến binh trong những cái giai đoạn cách đây 6-70 năm, trong những năm 50, và đến một cái bản làng vùng biên giới. Khi đó thì có hai con hổ. Con hổ này nó rất có tính người nha anh em nhá. Nó không phải cái loại mà ma chành ma chiếc xong rồi bắt người xong rồi biến thành ma chành như những câu chuyện tâm linh chúng ta thấy đâu. Nhưng mà một cái kết nó cũng khá là bất ngờ và đầy hồi hộp từ đầu đến cuối. Anh em có công nhận hay không? Cái chuyện này nó bánh quấn thật sự luôn đấy. Vậy thì cảm nhận của bạn như thế nào? Đừng quên like và thêm vào đó là hãy subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón những câu chuyện ma, đón xem những câu chuyện ma mới nhất của mình. Chân thành cảm ơn anh em.